Chuyện gì quá, em tha lỗi cho anh nha. Chuyện gì qua rồi, hãy để cho nó qua hết đi anh. Em không có nghĩ gì hết á. Chỉ cần anh đừng bỏ em nữa, em được ở bên cạnh anh là em vui lắm rồi. Thưa anh, con nhỏ nó đang đi chung với một thằng. Hai đứa nhìn rất là thân thiết với nhau. Không sao, cứ bắt nó cho tao. Bắt cả hai luôn hả anh? Chỉ con nhỏ đó là đủ. Mày theo dõi nó đến đường vắng hay hành động. Nhớ coi chừng công an đó. Dạ. Chuyện gì vậy? Lên ra, lên xe. Cái gì vậy? Buông ra. Anh Sơn. Em lên mày. Anh Sơn. Buông ra. Làm được cái gì vậy? Giang. Thả tôi ra. Giang. Anh Sơn. Giang. Anh Sơn. Đừng có lo. Nói thật công an đó, gọi cho nhỏ này là được. Giang. Anh Sơn. Giang. Anh Sơn. Giang. Anh Sơn. Thả tôi ra. Giang. Vô. Dạ anh. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Mấy ông bắt tôi về đây làm cái gì? Thả tôi ra. Con có biết vì sao cô bị bắt vào đây không? Thằng Tùng, chồng hụt của cô, nó lấy hàng của tôi mà không trả tiền, giờ còn trốn mất tích. Mà tài sản của nó đang bị công an liên phòng. Tôi muốn lấy số hàng của tôi đang bị công an tịch thu. Chỉ có cách là bắt cô về lại thôi. Ông ơi, ông thả tôi ra đi. Tôi không còn liên quan gì với anh Tùng nữa. Ông bắt tôi không có được gì đâu. Nhưng cô quen với thằng Phan. Thằng này có tình sâu nghĩa lắm với gia đình cô. Tôi nghĩ nó biết tôi bắt cô, nó sẽ không bỏ qua đâu. Mẹ đó, nó giỏi lắm, dám tịch lô hàng của tôi. Nhưng thật sự lô hàng đó cũng chẳng là bao nhiêu so với A Liên lại. Chỉ có điều A Liên muốn cho mọi người biết, lũng tới A Liên này không phải là chuyện đơn giản đâu. Bây giờ tôi sẽ cho là một cơ hội. Nếu nó trả hàng cho tôi thì tôi sẽ thả cô ra. Còn không, cô sẽ không có cơ hội sống sót. Ông làm như vậy, ông không sợ công an bắt ông sao? Nếu bắt được A Liên này, công an đã bắt tù lâu rồi. Không nói nhiều, gọi điện cho nó liền liền. Tôi không có số điện thoại của ảnh. Cứng đầu hả? Tôi không có thiệt mà.
Tụi bay đưa đây. Dạ đại ca. Mày phải thằng Phan không? Tao là liền đây. Mày quá biết tao chưa? Ừ, tao Phan đây. Cô ấy không có liên quan gì trong chuyện này. Mau thả cô ấy ra đi. Mày kêu tao thả người à? Được, mày trả hàng lại tao trước đi. Làm sao tao có thể giao số hàng đó cho mày được? Vậy thì chờ lấy xác cô ấy đi. Khoan đã. Thôi được rồi, tao sẽ làm theo ý của mày. Nhớ, mày mà làm cái gì cô ấy thì dù mày có ở nơi đâu, tao sẽ tìm và giết chết mày. Được, vậy mày chờ tin tức của tao đi. Mấy ông thả tôi ra. Thả tôi ra. Nhưng cô cũng lẹp lắm. Hèn chi có biết bao nhiêu thằng vì cô mà bất chấp tất cả. Ông định làm gì tôi? Em lẹp lắm. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Tao đang sợ xui. Đến lúc tao chưa đụng đến đàn bà, đợi anh lấy hàng xong rồi anh sẽ vui vẻ với em ha. Tâm đi, nhất định con sẽ đưa nhàn về đây cho thầy. Bác ơi, con xin lỗi bác, con thật là vô dụng, con không có giúp gì được cho nhàn hết, con đúng là vô dụng mà. Vì tôi mà mọi người bị liên lụy, tôi xin lỗi. Con xin lỗi thầy. Con không có lỗi gì hết. Con làm đúng. Ngày nào mà trên đời còn những loại người như vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ yên đâu con à. Dạ thưa chú, đây là lời thỉnh cầu, xin chú hãy giúp cho con. Chuyện trả lại số ma túy này để chuộc lại cô Nhàn, sau đó chúng ta sẽ bắt lại. Đây không phải là chuyện dễ dàng, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Thực sự rất là nguy hiểm. Lỡ như chúng nó sau khi nhận hàng mà thủ tiêu luôn con tin thì đội của chúng ta sẽ mất uy tín rất nhiều đó. Chúng ta đã hết cách rồi. Nếu không làm như vậy thì không thể nào cứu được cô Nhàn, con của thầy tôi. Nếu mà cô ấy có mệnh hệ gì, tôi thật sự không biết phải ăn nói sao với thầy tôi nữa. Nhưng mà nếu như lô hàng này mất luôn sau khi chúng ta cứu cô Nhàn, thì đội chúng ta sẽ ra sao đây?
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với số hàng lần này. Có tình huống nào xấu nhất mà lỡ xảy ra, tôi xin chịu tất cả. Chỉ mong chú và các đồng chí xem xét lại. Số hàng thu giữ lần này là do công của cậu Phan phát hiện. Bây giờ không vì lý do gì, chúng ta lại làm ngơ với người thân của cậu ấy. Tôi ra lệnh cho tất cả các đồng chí phải đồng lòng giúp cậu Phan hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Các đồng chí phải âm thầm hỗ trợ từng bước cho cậu Phan, không được để bọn chúng phát hiện sự có mặt của chúng ta, sẽ nguy hiểm cho cậu Phan và người thân của cậu ấy. Nhiệm vụ của chúng ta lần này, các đồng chí không được lơ là, không được để xảy ra bất cứ một sự cố đáng tiếc nào. Bằng mọi giá, tìm mọi cách tìm ra chỗ ở của tên Alin. Chúng ta đã có đủ bằng chứng để bắt hắn chịu tội trước pháp luật. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng phương án tác chiến này. Rõ. Alo, tôi đã đến. Tôi ngồi ở quán cà phê gần công viên nè. Tôi đang đợi, sao không thấy ai đến vậy? Bây giờ tôi phải làm gì? Mày đi ra ngoài công viên và ly vào siêu thị trước mặt mày. Nhanh đi. Phải nhớ là giữ đúng lời hứa, ly một mình, không thì là có trách. Tôi biết rồi. Tôi đã tới nơi anh cần rồi. Anh đang ở đâu vậy? Sao để tôi đi lòng vòng như vậy? Thực ra mấy anh có thiện chí trao đổi không? Mày là công an, đâu ai biết mày có giữ đúng lời hứa là đi một mình không. Tao phải cắt lui mày chứ. Nếu mày thắc mắc, hãy về nhà mua cái hàng, chuẩn bị làm lắm tăng cho con nhạn đi. Sinh mạng của bạn tôi đang nằm trong tay cô các anh. Tôi không thể nào để cho công an đi theo tôi được. Yên tâm đi. Tao không phải trẻ con lại bị mắc lừa mày đâu. Mày lấy xe và chạy thật nhanh, chờ lệnh của tao. Khi nghe tao nói tới điểm nào thì hãy tới điểm đó. Nhớ, lên xe là phải chạy thật nhanh. Nếu mày chạy chậm đến chờ là bọn của mày, là đồng nghĩa với việc lấy xác của bạn mày. Nhanh lên đi. Tao nghe đây. Dạ, em đi theo sát nó. Nó đi ra rồi, nhưng mà không thấy ai bám theo nó. Tụi mày cứ bám sát nó, chú có lệnh của tao, nhớ không được manh động. Dạ, đại ca, em biết rồi.
tôi nghe. Tôi biết rồi. Alo, tôi đã có mặt ở bờ sông, nơi ông yêu cầu đây. Tốt, mày có thấy bụi cây sau lưng mày không? Mày hãy bỏ hàng ở đó đi. Rồi đi đi, sẽ có người tàu đến nhận. Nếu mất hàng thì sao? Tôi muốn trao tận tay cho người của ông. Mày yên tâm đi, không có mất đâu mà sợ. Tao kêu mày đến đó thì phải có người của tao ở đó là chứ. Mày để hàng lại và lên xe biến nhanh ra khỏi chỗ đó. Không được, cuộc giao dịch này tôi không chấp nhận. Giao hàng mà không thể thả bạn tôi, như vậy là ý gì? Được, nếu như mày không chịu thì mày về đi, coi như giao dịch này hủy bỏ. Tôi rất là thiện chí với các ông, nhưng các ông làm như vậy thực sự là rất quá đáng. Tôi đã vì bạn tôi lén đánh cắp số hàng này để trao đổi với các ông. Nếu bây giờ mang về thì sẽ không còn cơ hội lấy lại nữa đâu. Thật sự tôi cũng không muốn làm mất thời gian của nhau nữa. Nếu như các ông muốn giao dịch thì hãy giao dịch ngay đi. Còn không, thật sự tôi cũng hết cách rồi. Mẹ kiếp. Alo. Alo. Mày lấy lại hàng ở đó, tao sẽ cho người kiểm tra. Đưa hàng để ta kiểm tra. Tao nghe đây. Em đã kiểm tra đủ hàng anh. Được, tụi bây cứ làm theo những gì tao đã dặn. Dạ, dạ, đại ca. Dạ, 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 em hiểu rồi. Cô gái đâu? Mày chờ chút đi. Khoan đã. Không có cô gái, quỷ giao dịch, tra hàng lại đây. Mày nói cái gì? Trả hàng hả? Dạ.
Anh xin lỗi nha, vì anh mà đã làm liên lụy tới em. Em sợ quá, em cứ sợ là em sẽ không được gặp lại mọi người nữa chứ. Ê, có gì không anh?
Nằm im. Chị nhanh lục soát. Dạ. Tôi làm cái gì mà mày bắt tôi? Mày im đi. Anh Liền đâu? Anh Liền? Anh Liền là ai tôi đâu có biết. Anh không tìm thấy hắn ta đâu hết. Dạ không thấy. Dẫn tất cả về đội. Alo. Dạ thưa chú, hắn không có ở đây và lô hàng cũng không thấy nữa. Dạ dạ, dạ dạ, con hiểu rồi. Ra sao rồi? Dạ, đúng như anh đã dự đoán. Nó tính chi chiêu, nhưng nó đã bị mình lừa. Đây là tất cả số hàng đã về lại. Kiểm tra đi. Được.
Cầm tay nó lại. Ra rồi đó cô. Ừ. Mình sắp về rồi con. Ra rồi. Trúc kìa. Mẹ. Trúc. Con bà nhìn đã quá à. Ngoan nào con. Mình sắp về rồi ha. Cục cưng của mẹ. À, đâu đứng xuống cho ngoại ngắm cái coi. Cho cô nựng cái nè. Đứng xuống. Dễ thương quá. Con à, con có khỏe không? Dạ con khỏe. Chắc ba còn giận con hả? Không phải đâu con. Ba con đi công tác xa đó. Chứ cha mẹ nào mà bỏ con mình được đâu con. Con đừng nghĩ gì hết nha. Dạ. Cuộc sống của bà bên đó sao? Có ổn định không? Tôi về chị Nhàn hay nhắc tới bà lắm. Bữa nào rảnh á, tới thăm thầy về chị Nhàn nha. Thôi, mình về nhà đi con. Có gì nói chuyện sau ha. Dạ, dạ. Nè, đi về theo ngoại nè. Đi con. Đi ghét quá. Đi con. Đừng bắt, có sinh hạng.